Đã bao giờ bạn thử tưởng tượng vào một ngày đẹp trời, đang đi trên đường bỗng dưng ở đâu ra một bọc rác thải từ trên trời rơi xuống chưa? Chắc là khó chịu lắm đúng không nào? Ấy vậy mà trường hợp này lại xảy ra đó. Không những thế, túi rác này thật đáng sợ và kinh tởm. Sự việc xảy ra tại một khu dân cư ở Trung Quốc. Trong nhiều ngày gần đây, người dân tại đây than phiền rằng họ liên tục thấy những túi phân kinh tởm từ trên trời rơi xuống. Có những lúc túi chất thải này rơi trên đường, đôi khi còn rơi trên xe và nhiều vật dụng khác của người dân. Nhận được tin báo, cảnh sát ngay lập tức lắp đặt một camera giám sát. Thủ đoạn cuối cùng cũng được xác định, đó là một người đàn ông 27 tuổi sống trong tòa chung cư. Tuy nhiên, hắn không thừa nhận đã làm việc này. Đến khi cảnh sát đưa video bằng chứng ra, hắn mới im lặng nhận tội. Hắn khai nhận với cảnh sát rằng nhà vệ sinh trong nhà bị hỏng nặng, hắn không thể tự sửa chữa. Và đây là cách hắn đối phó với tình huống đó. Trong suốt nửa tháng, hắn đã nhiều lần quăng túi chất thải ra ngoài ban công. Nhiều người dân cho biết sự việc này lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong nửa tháng qua, ít nhất là đã xảy ra 7 đến 8 lần. Cảnh sát cho biết sẽ xử lý thủ phạm theo quy định của pháp luật. Đã 27 tuổi rồi mà tại sao lại có những hành động như thế nhỉ? Dù có bức bách như thế nào thì không thể nào vì bản thân mà ảnh hưởng đến nhiều người như vậy. Mong rằng cảnh sát nơi đây sẽ phạt nặng để anh này chừa cái thói kém văn minh này đi.